Lời nói đầu tiên cho Mỹ Thanh và anh Đức xin gửi đến các anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Mình không duyên nợ đừng chờ anh, không phải tại ta chẳng trách ở trời. Đời mình sinh trong gia giáo, tại vì ta không lối đào nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu giang dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết chừng một đời mây dâng tin tìm cuộc tình ngại ta sắp liền, chỉ còn hình bóng trong tim. Hay còn em với anh thôi, làm sao chung lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau xin mới gặp nhau. Thương tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì ngày cạnh các bạn đang nghe cái bài hát được mang tên Vì Trong Nghịch Cảnh. Cảm ơn bạn, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Mình không duyên nợ đừng chờ anh, không phải tại ta chẳng trách. Đời mình sinh trong xa xao, thay vì ta không lối đào nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu giang dở là tình trong mình, khi chúng mình yêu đâu biết chừng một trời mây giăng tin cuộc tình ai ta sắp liền, chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy có đi em, không cho nỗi lòng non mòn, cho mình thôi vươn vấn thêm. Người có đi anh, thế nhưng chưa về cả chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Thương tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì ngày cạnh em ơi. Thương tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì ngày cạnh em ơi. Xin cảm ơn ạ.